ơi, mày này là cái này là cái gạch của nó mà chị Nga thì không lấy cái gạch cho nên để lại chút xíu nó hàng gỡ ra hàng đem kho ăn ngon lắm. Cái này là thẻ thiên nhiên, thẻ thiên nhiên, thẻ mà anh chị đi lưới dính cho nên nói với chị Nga thì tiền chị Nga mua để ăn ấy. Rồi giờ mình lột nha, để cho bịch cho chị vậy đó, cứ bịch khoảng nửa ký vậy đó, rồi khi nào gửi đồ cho chị gửi luôn. Tôm này nấu canh nấu mì đúng không, chắc thịt không thiên nhiên mà. Ủa nó làm sao mà cái gì vậy? Cái màu xanh này, gạch nó không? Thẻ này là cái gạch nó vậy. Rồi, được rồi. Cái này là cái tô tôm hồi nãy mình lột cho chị Nga, cái còn cái gạch á. Cái mình để nấu canh nha, mình nấu canh mướp. Cái nhà còn cái bầu nhỏ ha. Rồi anh Quấn nói chợ anh có mướp á, thì mình chút nấu với chút với mướp luôn. Đó, tiêu, ớt ba, ít tiêu, ít bột ngọt, xíu nước mắm. Đó, mình trộn lên. Quậy cho được ít rau này. Ngon lắm. Có bằng có bia này nữa cho nên mình nấu canh. Canh rau dền cũng quẹ cho với hai trái mướp. Nhà thì còn được một cái bầu. Nấu canh luôn. Như quê dễ sống. Rồi nấu canh bằng một tô coi nè. Tô gạch tôm. Chị Nga mua cái nha, chị Nga mình kêu lột giùm á. Nên lột luôn. 5 ký rưỡi. Hơn 5 ký rưỡi. Đây lại mấy con mà còn 5 ký. Để cho nó xăng xăng lên chút rồi mình mới để vô. Nước vô. Múc cho mẹ ca nước rồi. À. Này là cá nè. Cái này cá đối nó vô mùa đó. Nên cá đối trứng không à. Con nào con nấy trứng không. Thì muối xả ớt. Xả bớt chiên nè. Còn ớt muối, ớt hạt ngọt, ớt ma nước mắm. Chiên thì ớt như vậy nè. Nóng hả? Bây giờ quên để đây. Rồi, cái này nấu canh. Canh này là ngon hết biết rồi. Ờ, cái này mà đem đi nấu bánh canh nó ngon. Còn gì nấu. Cái này mà nấu một nồi bánh canh đi ơi, ăn đã. Gạch tôm. Gạch tôm tự nhiên. Màu ngon hết biết rồi. Này tặng thôi. Này béo gì lắm. Cái này mình nấu bầu mốt lộn xộn luôn. Ở nhà còn có cái bầu nhỏ rồi mình đi xin được ít mớp, hai trái mớp đặt kẹo luôn đi ơi. Món này
cái này thì bằng ăn chút xíu nó gần chín rồi mình nó để bao giờ vô. Giờ mình qua coi cá. Cá này chiên mỡ ngon, chiên cho giòn vàng vàng chút. Trứng nó chín chút, mình hơi chiên xả để vô sau để lên cho nó thơm. Đồ cam màu đỏ đồ không. Nồi canh của em quá là xuất sắc. Rồi chín hả? Không, cho cắt hành để vô rồi. Trứng mình gấp chặt chín. Rồi vàng rồi, ngon rồi. Đang đi ra chòi đãi món cá đối. Về làm gà hấp rượu đi bên, ngon lắm. Làm cho bà nội với em. Trứng con nào có nói trứng, cái sợ trứng này. Dạ. Con nó trước con chạy. Em bị né nha. Hai ba chạy. À, tắt liền. Xả. Đồ này nóng cơm hoặc cái mình vớt mình để vô. Giờ nóng về. Không thấy xả. Mình thấy cái gây lượt á. Nay tự nhiên mẹ làm xả nó nhuyễn quá rồi luôn. Lấy lên gây lượt nữa. Mình phải vô con cái đem đẹp lại. Rồi để xả vô tắt bếp liền á, bi mà nó vàng. Mà để trứng cho nó còn chín. Với cái chảo này nóng lắm. Xả ớt. Cá chiên xả ớt. Này thơm thơm, ăn thơm thơm nha. Xong. Giờ cơm ăn. Đây là cá. Cá chẽm. Thằng ơi. Này phơi được mới con nắng nè. Giờ thằng đem thằng chiên thử coi nó sao nha. Này mình chiên thử coi. Thằng ơi. Nó như thế nào. Cái chảo này nãy đang chiên cá nè, giờ mình để vô chiên đi. Chiên thử mấy miếng ăn trước nha. Coi nó sao. Tại vì mình cũng mới làm á. Mình cũng không biết như sao nữa. Cái này mới nè. Cái này mới có một nắng nè. Mình đem đi chiên ăn. Nấu xuống đi con. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Này là tôm với tôm nấu với canh mướp bầu. Này là khô cá chẽm nè. Còn này là cá đối với xả. Lấy chiên. Rồi, ta mời cô chú anh chị ăn cơm, không mời ba mẹ ăn cơm. Mời cô chú Thảo ăn cơm nha. Không mời cả nhà ăn cơm. Không mời cả nhà ăn cơm. Ngon. Dạ, đi. Lấy cá cho em. Thôi ta ăn cái này. Ừ. À, thích ăn xả. Này xả thơm á. Hồi nãy cô ăn cũng mặn và vừa. Chị ăn thử. Cô này thì mới có nắng nè. Không mà lại anh ăn thì em biết. Nhưng mà mình gửi đi không được anh phải không? Cá lên mềm, cá khô. Ngon ha. Ăn cơm ngon.
cái này lạc quá cua không được mà cũng mà không có mặn luôn. Thơm á Bi, muối thơm nó thấm vô cá thơm. Mày bóp lõi nè, bóp lõi hả? Hồi đó anh lấy miếng về con rồi chèo chiên nè rồi bóp lõi. Cái này bán cho anh Huy hả? Ừ, cho cô cô gì á quên tên rồi, 10 kg cho anh Huy, 5 kg mà đang phơi. Vậy là cô đó tên cô gì đó không nhớ tên, không phải là tên gì đó. Cô làm gì không? Con không? Cái đó muối xả sẽ ngon cả. Này ăn cơm mấy bụng quá. Sáng giờ đi vòng vòng nó đói ăn. Khô ngon không? Ăn dữ à? À. Khô ngon ăn dữ vậy? Ngon. Mẹ ấp vừa ăn ha. Bằng có món hả? Món canh rồi. Món canh là rồi đó. Đồ tôm nấu này ngọt. Đây. Đây. Cá này nó mập mỡ. Ừ. Thấm cho anh. Thấm rồi. Bị khoái ăn khô ha. Khô ngọt. Vừa ăn ra bình có cá là muối xả chi rồi không. Nước cơm á. Cơm. Chảy chút được không mực? Hả? Chảy chút được không? Đi sớm giờ sẵn nó bị mò. Có còn con nào không? Mò đi á. Sao vậy? Chết nữa. Chết nữa. Nãy đi mới thấy con mà đủ rồi. Đủ con này á. Đó, từ giờ này chết hết lên rồi. Bắt lên rồi sao nó không bò gì đâu. Nó bò là nó yếu à. Rồi, rồi. 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 Rồi.
vớt vát được về tâm nào. Sáng vớt rồi đó. Sáng vớt được có 200 mà. Rồi anh đưa 5 nữa là vớt rồi. Này mà để sợ cho nó chắc cũng... Vừa dài đẫm à? Ừ. Đặt tâm đẫm à? Vô bãi đá lặn lặn rồi. Ừ, hả bây ha? Còn đẹp không? Hết nước ngọt không? Mà lấy cho mấy con kia nè. Khô khô chém khô là giờ chỉ ăn ngon nhưng mà ở Sài Gòn rồi ai gửi chung với cá nữa thì được muối đá em chạnh tiêu liền. Ủa mày gửi bùi điện hả? Không. Ý mẹ nói cô này nào, nắng như này. Để vô ép, ép gửi. Nếu mà gửi Sài Gòn được. Mình đi sao nữa. Ngon. Chúng ta hai đứa chở em về luôn á con. Dạ. Mời cha với mẹ đi. Chuyện. Còn ngon. Thật không? Tính cả nó béo à, không nổi luôn. Con làm trứng à? Ừ. Cái này cá lói mùi vô mùi cá lói nè. Cá lói này nhỏ nhỏ thì như mỏ mặt. Cá lói thì vượt cống. Dữ. Cái này bình hết rồi. Cái nào có nước á, này nó kém rồi. Có nước rồi mình dữ. Ăn thôi. Cá ngon ăn thôi. Mời họ pha cũng cây nha. Sáng nay nguyên pháo. Lúc có tư kìa. Có ăn cái chứ. Sài Gòn cho mấy anh em phòng trọ cho nó cá nó nọ với tôm rồi còn trên nữa chùa Huệ Vinh Quấn chùa Huệ để trên này chùa Huệ á lúc nó đem về là tôm là bây giờ chổng bị muối là đổ tôm xuống đây hết nha bi nha con tôm nó đổ vô đây hết còn cá thì để nguyên vậy nhưng mà tôm phải đổ ra nha. Vậy chồng mua nó đá hả? Dạ. Mua được mấy chục ký cá này nè. Cá này có hố nè. Cái cá này là cá chét. Thì gửi đi lên trên nhà trọ ở Sài Gòn á cho mấy anh em ở chợ nó chia nhau ra ăn. Này được mấy chục ký lận. Cái này có thể là 20 ký lận. Với tôm, với cá đặc lú. Giờ bữa nay gửi đi nè, giờ hàng đem vô trong nhà rồi mới đóng thùng gửi đi. Tại đây gửi đi không có được. Cho nên đem về chổng mới đóng thùng mới gửi đi cái nhà. Khô. Khô mình bữa nay là gần khô rồi. Nhưng mà đi Sài Gòn thì được, nhưng mà đi xa chưa được nha. Đi Sài Gòn thì hàng đi được còn đi Mỹ đồ là hàng phải phơi thêm nữa. Để cho mấy cái phần thịt này nó khô hết á thì mới gửi đi được. Còn như ở đây thì khô vậy là ngon rồi nè. Còn mình đi là mình phải cho nó khô nữa thì nó mới ngon. Sợ đi lâu á, cái độ lâu của nó thì mình sợ bị này kia. Gửi cho bà ngoại hết con. Ngoại thích khô cá chẽm lắm. Này hàng làm cũng hơi mặn nha chứ không phải lạc xèo. Thì này ngày mai phơi nắng nên là gửi đi Mỹ được. Phải đúng một nắng nữa ăn cho cái phần thịt bên trong này khô khô một chút.
Nó chưa mấy khô thì sợ nó không ngon, mình phải cho khô một chút. Đây hàng ớt tiêu nè, thành ra này đen đen. Ớt tiêu với ớt tỏi chiên lên thơm lắm, thơm lắm, thơm thơm ngon lắm. Giờ này cũng còn hơi nắng nắng này, nhưng mà giờ này hàng đem vô được rồi thì mình được bỏ vô bịch mình đem vô được rồi. Còn mấy khô này là khô hàng mới làm nè, khô cá đù, khô cá đù hàng mới làm nè, cá đù lớn nha, cá đù lớn hàng mới làm á. Giờ này chuẩn bị lấy khô vô cả nhà chiều rồi. Giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà vào clip sau.